Trước thì quán em là một quán khá là to, nhưng mà sau mùa dịch đó thì kinh tế người ta đi xuống quá chị, nên là tụi em giờ về đây. Và hiện tại là take away, tụi em mới take away cũng được 2 năm rồi. Nguyên liệu của tụi em hàng ngày nó rất là tươi. Hiện tại xuống bây giờ là các bạn sẽ thích ăn những cái là không có quá ngọt. Giờ đi khắp Sài Gòn kiếm mấy món dừa nước phục linh như này là hơi bị khó. Mà nếu có thì một là vị sẽ nhạt, hai là quá ngọt là điều mà mọi người sợ nhất khi uống món này đúng không? Chào mọi người, mình là Linh Long trong Sài Gòn. Chỗ này công nhận với mọi người là ngon nghe. Giá ổn so với nguyên một ly to với nhiều topping. Nguyên liệu bên này được nhập tươi mỗi ngày và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nên mấy bạn cứ yên tâm. Dù chỉ là mấy món như xương sâm, xương sáo, dừa nước thôi, nhưng quán vẫn có được một lượng khách hàng quen thuộc vì chất lượng và giá thành không đổi suốt bao nhiêu năm. Ly này là thập cẩm dừa đát, còn đây là thập cẩm củ năng. Long trong Sài Gòn thích nhất là phần đát rim và dừa nước bên này lắm luôn. Hạt đác thì được rim vừa tới, không có bị ngọt gắt, ăn vô vừa dẻo vừa thơm và vừa bùi nữa chứ. Về phần dừa nước thì không hề bị sượng cứng mà lại có độ dẻo vừa phải. Còn cái thạch củ năng trong cái ly này nè, mọi người thấy không, một cục bự lắm luôn. Cái lớp bột năng áo bên ngoài mỏng chứ không có bị quá dày đâu nè, nên bạn nào thích ăn nhiều topping thì sẽ thích lắm đây. Trời, mấy hôm nay nắng nóng mà có mấy ly dừa nước phục linh này để giải nhiệt thì còn gì bằng. Kiểu ha, vừa mát lạnh vừa không quá ngọt, phù hợp cho mấy chị em văn phòng nhâm nhi và vật cửa xế mà lại không lo tăng cân. Bạn nào thích chua chua ngọt ngọt thì có luôn đá me đát huyền thoại, đá me với lớp me nghèo đặc sệt, hạt me và đát dẻo quẹo cùng với xíu đậu phộng bùi bùi. Trời ơi, ta nói nhất cái nát. Chỗ này là Hello May nè, nằm tại 21/13 Trường Sơn, quận Tân Bình, mở từ 10 giờ sáng đến tầm 7 giờ rưỡi tối. Ngoài mấy cái món dừa nước phục linh ra thì quán còn có bán trà sữa với các loại trà trái cây nữa. Ở đây chủ yếu bán mang đi, hoặc mọi người có thể gõ may trà sữa và trà trái cây trên app là được.